Tập 4. Đau dài chỉ bằng đau ngắn. Ly hôn rồi thoải mái. Dứt bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng bước đi, càng có lợi cho chúng ta lật đổ. Tôi hiểu chứ, nhưng mà tôi không thể hạ quyết tâm được đâu. Tôi cũng hiểu chứ. Còn con cái, còn công việc, rồi dư luận, cha mẹ hai bên nữa. Không đủ dũng cảm, ly hôn. Sợ phải đối diện với con trai, sợ phải giải thích với ba mẹ, sợ có người chỉ trỏ sau lưng bàn tán với anh. Không ly hôn thì bản thân đau khổ. Không sai. Khó chịu, trong lòng cứ thấy bức bối thôi. Đôi khi chúng ta đã đánh giá cao lòng dũng cảm của mình, muốn là người vô tư vô cảm, nhưng sau đó mới phát hiện mình vẫn đau đáu tâm can. Nhưng nếu anh có thể vô tư vô tâm, anh cũng sẽ không đau thấu tâm can đâu. Vấn đề là ở chỗ nội tạng của tôi rất là đầy đủ. Mayba, cha, quán bar này có phong cách thật đó, ngầu thật. Cổ điển kết hợp với hiện đại, rất hài hòa. Nè 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 nè, Giang Tiểu Mỹ. Cô Giang. Ôi trời, hai quý ông Lam Bạch đây mà, đúng là trùng hợp ha. Trùng hợp. Giới thiệu với hai anh, cô đây chính là bạn thân của tôi, Âu Hiểu Âu. Chào anh. Còn họ là khách của đoàn du lịch mà chị dẫn, anh Bạch Chí Dũng và anh Lam Thiên Ngôn. Chào cô. Nghe danh đã lâu. Nghe chị Tiểu Mỹ từng nhắc tới hai người. Hai bợm nhậu ha, trạng thái tinh thần không lành mạnh cho lắm, làm cho cả đoàn chị Tiểu Mỹ dẫn quậy tới nỗi thành một mớ bồng bông luôn. Có điều hình tượng này cũng không tới nỗi tệ, cũng đẹp trai đó chứ. Tôi còn tưởng hai anh là cái kiểu xấu xí thô lỗ, đầu trộm đuôi cướp nữa chứ. Cô bé này hài hước quá ha. Đúng là rất hài hước. Có điều còn tạm, chưa nói chúng ta mặc người giả thú. Giang Tiểu Mỹ cười nhạo ở sau lưng người ta là có vấn đề về phẩm chất đạo đức đó. Thầy Lam à. Hình như là anh ốm đi rồi hả? Có phải là từ Adelaide trở về tới nay anh luôn liên tục chơi bời bên ngoài không? Quán triệt lý luận hành động lật đổ quá khứ, phong phú hiện tại của mấy anh. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Đã bắt đầu hành động rồi. Hào hứng cuồng nhiệt, phong phú đa dạng, đủ loại cảm xúc, vui vẻ phơi phới. Bắt đầu thật rồi sao? Bội phục. Kết quả thế nào rồi? Thành quả rõ ràng. Dĩ nhiên cũng có gian nan trắc trở một chút thôi. Nhìn hai người có vẻ như sức cùng lực kiệt, còn dương bụi trần gian truân ấy vẫn còn lưu lại dấu tích khổ hận sâu nặng. Đây chắc chắn là còn trắc trở rồi. Hai anh muốn uống gì? Rượu đó. Wow, chưa lật đổ tật xấu này hả? Rượu gì đây? Đều được. Đúng, chúng tôi dễ phục vụ, uống rượu gì cũng được hết. Ngồi đi, ngồi đi. Được. Đây chính là cảnh giới cao nhất của bợm nhậu. Biết trước tôi đã chuẩn bị ít cồn y tế cho hai anh rồi. Nè cô bé. Cô với lại Giang Tiểu Mỹ thật không hổ là bạn thân đó. Miệng lưỡi đều chua ngoa như vậy sao hả? Tâm ý tương thông, cùng chung chí hướng thôi. Chuyện này là sao vậy? Ủa, như vậy tức là sao đây? Đây là buffet tự chọn à? Chị Tiểu Mỹ là cổ đông lớn nhất của quán bar này, hướng dẫn viên chỉ là làm thêm. Làm thêm. Cổ đông lớn tức là bà chủ rồi. Nhà nữ tư bản nha. Giang Tiểu Mỹ, cô được lắm đó. Khiêm tốn như vậy. Thầy Lam à. Hả? Ngày hôm nay uống nhiều một chút đi, đừng lo phần dự toán. Giang Tiểu Mỹ sẽ đãi mà. Thích hợp không vậy? Quá thích hợp luôn đó. Đại Lân. Sư phụ. Cậu sao vậy?
Cậu ăn hiếp ai mà bị đánh thành ra như vậy? Em làm sao dám ăn hiếp ai chứ? Chẳng phải ba của em có mở quán ăn sao? Đối diện họ nói ba em giành mối làm ăn của họ, ngày nào cũng phá, nói trong món ăn có ruồi này nọ, toàn là chiêu cũ rích. Làm quá rồi. Dạ, hôm nay đập bể kính nhà tụi em luôn, nên sáng nay em đi tìm họ nói lý lẽ, sau đó cãi nhau rồi bị họ đánh. Xinh đẹp rạng rỡ, thần thái tươi tắn, ăn mặc hợp thời, nhân dân phòng cấp cao. Giống. Hey, nhân viên ba không, không tiền, không việc, không nhà. Wow, được quá nha cô bé. Đúng, ở độ tuổi của cô bây giờ có khí chất như vậy, có thể không việc, có việc mệt biết bao nhiêu chứ. Tôi đã hiểu rồi. Hèn chi anh cũng là dân du thủ du thực, bởi vì anh tự cho là bản thân mặt mũi cũng rất có khí chất đó. Ê, anh nhìn thầy Lam xem. Mặt mũi kể ra cũng rất có khí chất, chẳng phải cũng siêng năng cần cù làm việc hay sao hả? Cảm ơn quá khen. Nói thật cho mọi người biết nha, tôi muốn đổi tên cho con trai tôi thành Hảo Soái lâu rồi. Nếu đổi thành như vậy, người khác nhìn thấy sẽ nói: ô, bà Hảo Soái đó kìa. Vô sĩ quá đó. Hai người cần cái gì vậy chứ? À đúng đó, lẽ nào hai người cảm thấy là từ Hảo Soái này dùng với thầy Lam của chúng ta buồn cười lắm hay sao? Phải khiêm tốn, cho dù mặt mũi như thế nào đi nữa cũng phải khiêm tốn chứ. Anh như vậy là có hơi không khiêm tốn rồi đó. Có điều nói đi thì phải nói lại, nhà cửa, việc làm, tiền, ba thứ vừa nêu này, có thứ nào không khiến người ta áp lực chứ? Có thứ nào không khiến người ta phải khổ sở chứ? Chỉ cần bỏ ba thứ này, không còn phụ thuộc vào nữa, mới đúng là ba không mới, không vướng, không bận, không áp lực, mới có thể sống đặc sắc, sống thật là tự do. Sẽ có ba không mới nữa đó, không lo, không nghĩ, không tiền đồ. Bạch Chí Dũng, vừa rồi tôi còn ở đây tốn công lải nhải khuyên Hiểu Âu đi tìm việc làm, anh lại tới nói một tràng lý lẽ sai trái, vừa nghe tôi rầy tới chán luôn. Anh nhìn xem, lại phấn chấn lên rồi kìa, ánh mắt lại láo liên rồi. Thật ra thì những thứ mà mình sở hữu càng ít, gánh nặng trong lòng sẽ càng dơi bớt, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Bây giờ cả đám người ra vẻ thông minh, ngày ngày cứ kêu gào phải sống thật thoải mái, phải sống thật thoải mái. Kết quả ra sao? 99% trong số họ đều chỉ là nói miệng thôi, hoặc là không dám làm vậy, hoặc là lười không muốn làm. Nhìn thấy rồi chứ, nhìn thấy rồi chứ thầy Lam. Cách sống mà chúng ta đang nỗ lực miệt mài theo đuổi, cô bé này đã hưởng thụ từ lâu rồi, là tấm gương đó. Cô Hiểu Âu à, nói như vậy cô cũng theo phái tự do phóng khoáng hay sao? Xã hội thời nay khoan dung biết bao nhiêu, sẽ không kỳ thị loại nhân viên ba không như chúng tôi đâu. Cứ ba bữa nửa tháng có người khen ngợi chúng tôi phóng khoáng, suy nghĩ thoáng. Nghe đi, nghe đi. Giang Tiểu Mỹ à, Giang Chính Quỷ, bên cạnh cô cuối cùng đã có người sáng suốt rồi, là người cùng đường đó. Sáng suốt cái mốc gì? Tôi thấy là mấy người vô trách nhiệm như các người, vô tình tụ hợp một chỗ, thói xấu như nhau, hùa nhau làm càn. Ba coi, còn có thể chơi phù thủy sấm chứ. Thắng rồi. Thắng lợi. Bingo. Diệt diệt diệt. Alo anh Bạch. Ra đây ăn cơm đi, tôi với anh Lam đang ở chung nè, còn có hai người đẹp nữa. Không đi đâu, hôm nay ăn ở nhà, bà xã tôi nấu ăn rồi. Ồ, được rồi, thôi cứ vậy đi nha, để nói sau. Gọi sau nha. Được rồi, anh Bạch lại hẹn anh ra ngoài. Anh cứ đi đi. Đi đi. Không đi. Mẹ ơi, không thể để ba đi được, có nguy hiểm đó. Sao vậy con? Lúc nãy con nghe thấy rồi, chú ở trong điện thoại nói là có hai người đẹp. Mới đó đã bắn đứng ba của con rồi hay sao? Hả? Tiểu Lui. Yeah. Cô bé à, lý do cô không muốn đi làm là gì? Muốn được tự do, tự tại, thoải mái. Đợi hết tiền xài rồi mới đi tìm việc làm thôi, cũng đâu phải chuyện lớn. Bội phục. Em ấy ăn ở nhà tôi, sống ở nhà tôi, dĩ nhiên là không tiêu tốn tiền gì rồi. Bạn bè mà, dĩ nhiên rồi. Gần đây tôi cũng thường xuyên ở nhà Bạch Chí Dũng ăn nhờ ở đậu. Dù gì Bạch Chí Dũng cũng là một cấp cao mà. Cấp cao? Nhân viên cấp cao. Bạch Chí Dũng dù gì cũng từng là một nhân viên cấp cao. Giang Tiểu Mỹ,
dù gì cũng là một bà chủ. Tôi là một giáo viên nghèo, cô là một nhân viên văn phòng mất việc, cho nên nói chúng ta xài tiền của họ. Cứ bình thản xem lẽ đương nhiên, mặc tình mà sai. Không sai. Cần nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Tiền có thể mua được căn nhà nhưng không mua được gia đình. Như tôi đây là ví dụ sinh động nhất đó. Có những gia đình chỉ vài sợi mì đã tạo nên cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Có những gia đình cả đống tiền gửi nhưng cuộc sống lại bị dày dò trong mớ hỗn độn. Tổng kết quá chuẩn xác. Nhảm nhí. Âu hiểu không? Em đừng nghe họ ở đây xúi giục đó nha. Con gái để dành chút tiền là để giữ tự trọng. Trước đây mẹ chị luôn nói là nhất định phải nuôi con gái sung túc, không thể để nghèo khó. Nếu không một miếng bánh kem, một bộ đồ đã dụ được con đi mất, không có khí phách. Giang Tiểu Mỹ à, quả thật tôi không đồng ý với cách nói của mẹ cô. Hoặc là cô không đủ trình độ nên đã hiểu sai ý của mẹ cô rồi. Nuôi con sung túc, sung túc này không phải có ý chỉ tiền bạc, mà là có ý chỉ về tinh thần, kiến thức, tu dưỡng, trải nghiệm. Không tiền là không khí phách sao? Không tiền là không còn tự trọng hay sao chứ? Tôi không còn gì để nói. Bảo hiểm Thiên Hải Trung Quốc, hợp đồng bảo hiểm Quỹ Giáo dục Nhân tài. Anh vẫn mua cho Tiểu Lôi sao? Số tiền này không phải anh định dùng để cho ba mẹ anh sửa sang lại căn nhà sao? Đúng. Anh Cửu Hằng. Không liên quan. Con bé không có lỗi. Em sợ anh thiệt thòi. Con bé chỉ biết anh là ba của nó, ba ruột của nó. Anh không thiệt thòi. Xin lỗi em. Cho anh thêm ít thời gian đi. Ai vậy? Là ai vậy chứ? Trễ vậy rồi mới ngủ dậy, lại thức đêm chứ gì? Thức đêm là bởi vì không đủ dũng cảm kết thúc một ngày. Không thức dậy là bởi vì không đủ dũng cảm bắt đầu một ngày mới. Trước nay diện cớ cho tính xấu của anh vốn là tật xấu của anh. Thì em thấy anh không thay đổi được đâu. Làm gì vậy? Xách theo túi lớn túi nhỏ, cần nhà anh làm gì sao? Hay là em lại quên thứ gì? Gọi điện thoại cho anh đem qua cho em ngay. Dù gì bây giờ anh cũng ở không, rảnh rỗi, có cả đống thời gian luôn đó. Mấy thứ này là ba em kêu em đem qua cho anh. Em cũng không hiểu tại sao một người khốn nạn như anh đây lại rù quến cho ông già thương yêu anh tới như vậy. Chúng ta ly hôn rồi còn khăng khăng bắt em đem đồ cho anh. Đó là bởi vì ba của em có cái nhìn sáng suốt, em có biết không? Ba em đã nhìn ra được anh là người phải chịu nhiều ấm ức, biết con gái ông ấy ăn hiếp anh, thương xót cho anh. Ôi trời, ấm áp thiệt đó. Nè, em đã quên đem cái này về. Mạng của phụ nữ mà lại quên đi cho được. Cầm về đi. Bạch Chí Dũng, anh dơ nanh múa vuốt, lêu lỏng hơn nửa đời người. Bây giờ gia đình không còn, công việc cũng mất rồi. Anh vẫn cho rằng chỉ cần tự do phóng túng, không bị ràng buộc, không muốn có trách nhiệm với người khác, không muốn chịu kỷ luật gia đình là đúng đắn sao? Đúng. Anh vẫn cho rằng không bị ràng buộc là điều quan trọng nhất. Anh không muốn lúc đang chơi vui vẻ phải liên tục nhìn đồng hồ xem có phải về nhà hay không. Anh không muốn mình phải khúm núm đi theo sau bợ đỡ ông chủ đó. Anh không muốn mình phải khom lưng cúi đầu trước đám khách hàng ngu ngốc. Anh quá sức chịu đựng việc nhìn sắc mặt của họ mà sống rồi. Anh không muốn những nhịn chịu đựng, lo sợ thận trọng sống hết đời, vậy là sai sao?
Phải nhẫn nhịn chịu đựng luôn sao? Xem ra thì em ly hôn với anh là lựa chọn hoàn toàn chính xác rồi. Nếu không thì chẳng phải làm anh ấm ức chết sao? Anh cũng thông suốt rồi. Anh ly hôn là đúng, ly hôn là hay. Ly hôn rồi sống vui vẻ cười ha ha. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh nên sửa đổi cái thói tự cho mình là đúng, sửa đổi thái độ của anh với phụ nữ. Trừ khi anh nửa đời sau không tìm việc làm nữa, không hẹn hò bạn gái nữa, không kết hôn nữa. Sửa cái mốc gì? Tại sao anh phải sửa chứ? Dựa vào đâu mà anh phải sửa? Anh nói cho em biết nha, bây giờ em đã ly hôn với anh rồi, không có tư cách yêu cầu anh. Anh không sửa đó, cả đời này anh cũng không sửa, mãi mãi không sửa. Bạch Chí Dũng, muốn biết bây giờ trên mặt anh có biểu cảm gì không? Có gì cứ nói đi, dòng dõi như vậy để làm gì chứ? Hung tợn. May mà em không còn là vợ anh nữa. Bà chủ Giang, dọn rượu đi. Ờ, thầy Lam à, anh lật đổ thật rồi nha. Suốt ngày đi theo tên lưu manh vô công rỗi nghề Bạch Chí Dũng lông bông vậy. Nói năng kiểu gì vậy chứ? Tôi đây là đang hưởng thụ cuộc đời mới tươi sáng rực rỡ, thật vui vẻ vô cùng. Ê, anh bạn Hoàng Cửu Hằng đâu? Du lịch về rồi không gặp lại anh ấy hay sao? Cũng như thầy Lam thân yêu của chúng ta, ngày ngày lông bông ở chỗ tôi. Bây giờ ba anh em của tôi cơ bản là ăn uống chơi ngủ nghỉ đều cùng một chỗ, ở chung một nhà. Anh ấy vốn là bệnh nhân mà. Hả? Cùng hai anh thay đổi cuộc đời vậy, sức khỏe của anh ấy chịu nổi không đó? Bệnh của anh ấy... Hoàng Cửu Hằng không phải là bị bệnh nan y. Nỗi đau của anh ấy cũng là về vấn đề gia đình. Lại là gia đình có vấn đề sao? Ba anh đây thật đúng là đồng bệnh tương lân nha. Bệnh nhân cùng một phòng bệnh ha. Vấn đề của gia đình Hoàng Cửu Hằng là gì vậy? Kể được không? Tóm lại mấy hôm nay chúng ta xem như là không còn giấu giếm, thành thật với nhau rồi. Hơn nữa Hoàng Cửu Hằng đã mở lòng giải bày nỗi đau của anh ấy cho chúng ta được biết rồi. Không có gì là không thể nói. Nói đi. Đứa con gái 11 tuổi đó của Hoàng Cửu Hằng không phải là con ruột của anh ấy, là con của người khác. Đã làm giám định ADN rồi. Anh ấy nói vợ của anh ấy cũng vừa mới biết đây thôi, là một lần ngoài ý muốn thôi. Vợ của anh ấy cũng phải chịu tổn thương đó. Nếu vậy Hoàng Cửu Hằng anh dĩ ấy... Dĩ nhiên rồi, vô cùng đau khổ. Vậy vấn đề của gia đình anh ấy quả không phải vấn đề nhỏ rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy vấn đề này anh ấy vốn không thể giải quyết được. Đâu không lối thoát, có khác gì bệnh nan y chứ. Hơn nữa bản tính của anh ấy lại không giống như Bạch Chí Dũng, có chuyện gì cũng lại nhảy được, giải tỏa được. Cũng không như tôi, lựa chọn tâm sự, tìm cách giải quyết, qua cơn dày dò lòng cũng được thoải mái một chút. Được nha Bạch Chí Dũng. Vợ cũ của anh đã ly hôn với anh, còn qua đây đem đồ ăn cho anh nữa. Đúng là kỳ lạ thiệt. Là ba của cô ấy, ba vợ cũ của tôi tặng đó. Vậy thì càng kỳ lạ hơn. Vợ anh ly hôn với anh rồi đã không trở mặt thành thù, ba cô ấy biết hai người ly hôn còn tặng đồ ăn nhanh cho anh nữa. Chuyện kỳ lạ ở nhà anh cũng nhiều thiệt đó chứ. Vậy chứng minh bạn của anh là một người tốt, có gì mà lấy làm lạ chứ. Chúng ta đã bàn về lý do ly hôn của hai người. Tôi vẫn không thể hiểu được, anh không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Hả? Anh hãy nghĩ đi. Anh nói 2 năm trước vợ cũ của anh đột nhiên mất lòng tin đối với hôn nhân. Chuyện khó lý giải như vậy không có nguồn cơn vậy. Sao chuyện đột ngột như vậy, có khi nào là có nguyên nhân gì không? Ý anh muốn nói vợ cũ của tôi, cô ấy còn có bí mật gì đó, là lý do cô ấy muốn ly hôn với tôi sao? Sau đó cô ấy cố ý tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với tôi, tạo ra một lý do chính đáng,
rồi gián tiếp ép tôi ly hôn với cô ấy. Đúng là quá nham hiểm mà. Lẽ nào giữa tôi và Cảnh Nhã còn có chuyện gì mà tôi không hay biết sao hả? Đàn ông mà. Tôi không biết. Ăn mì đi. Từ lâu đã mong chờ có ngày nói rõ chuyện này với chồng của em rồi. Như vậy chúng ta sẽ không có áp lực tâm lý nữa, cũng không cần phải lo lắng, và sẽ càng thân thiết hơn. Nhưng mà nói rõ rồi, anh lại cảm thấy là em càng ngày càng cách xa anh hơn. Có lẽ là chúng ta đã nghĩ chuyện này quá đơn giản. Anh vẫn sẽ kiên trì. Em cũng vậy. Nói sao mà thiếu hơi sức vậy? Anh Hoàng, bộ dạng của hai anh như vậy là sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã nói phải lật đổ sao? Mới có chỉ đạo lý luận, cũng có một số hành động thực tế rồi, đã thụt lùi rồi sao? Muốn rút lui thật sao hả? Phải. Phải cái gì mà phải chứ? Nè, có nghe thấy tôi đang nói gì không hả? Tôi không biết. Thất thần rồi sao? Được rồi anh Lam, đừng căng thẳng nữa mà. Về nói chuyện đàng hoàng với vợ của anh đi. Hôm nay anh thất thần cả ngày luôn đó. Tôi không nói với cô ấy. Thấy cô ấy là tôi bội thực, khó chịu, tức tới đau lòng mề luôn. Chẳng phải anh luôn hùng hồn, khăng khăng nói là anh là người rất hiền lành mà có thể hiểu cho hành vi của vợ anh sao? Tại sao lại không thể nói chuyện chứ? Vợ tôi đã ở trước mặt tôi nói rõ ràng là cô ấy yêu người khác, không yêu tôi nữa. Vậy có khác gì là cô ấy đã dùng miệng giả vào mặt tôi hay không? Như vậy là sao đây? Sỉ nhục đó. Ai có thể bình thản như không nhanh như vậy được? Ai có thể siêu thoát nhanh như vậy được? Vậy thì càng không thể tránh né, bắt buộc phải lấy độc trị độc, thay da đổi thịt. Đây không phải là do anh nói sao? Bây giờ chỉ có cách đó thôi. Chỉ có thể dũng cảm đối diện sự thật tàn khốc này thôi. Rạch vết thương đã thối rữa này ra, cần khử trùng thì khử, cần khâu lại thì khâu lại. Nếu không khỏi được, chỉ có thể dùng dao chém xuống. Như vậy thì vết thương của anh mới có thể mau chóng lành lặn được, mới có thể thực sự tìm lại được can đảm và phương pháp tiếp tục sống vui vẻ. Sao lại thở dài nữa rồi? Tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lam Thiên Ngu anh thở dài thôi. Thật ra thì hai người bị làm sao vậy? Đừng rầu rĩ chán nản nữa có được không? Anh Bạch Ba Qua, vấn đề là quả thật không có chuyện gì khiến cho hai chúng tôi phấn chấn tinh thần, vui vẻ quên sầu. Nỗi đau không thể giải tỏa của anh Lam và buồn bực không lối thoát của anh Hoàng càng chứng minh chúng tôi phải thay đổi bản thân. Không sợ bị mất mặt, không sợ bị cười nhạo đả kích, nghĩ tới mình trước, mặc kệ người khác. Thế sao hả? Tôi nói như vậy chuẩn xác chứ? Chuẩn xác cái gì vậy chứ? Bạch Chí Dũng, con người vốn sống theo bài đàn, trừ khi là một mình anh dọn tới chỗ quan vắng không người ở, sống nhờ săn bắt, uống nước suối, ăn rau dại. Như vậy mới chỉ có một mình anh. Giang Tử Mỹ à, cô cũng đâu có lớn tuổi lắm, sao cứ giống như bà địa chủ ngày xưa, chân bó nhỏ xíu mà có nốt ruồi đen bự vậy. Đầu óc cổ hủ quá. Đúng ra cô phải bị phong ấn trong bụi trần lịch sử đó. Tôi đầu óc cổ hủ vẫn hơn người tự cho mình giỏi, rụt rè nhát gan như anh. Ra vẻ thông suốt, thực tế rối bời. Sống ở đời, đúng là nên nghĩ cho cảm nhận của người khác, nhưng mà tôn trọng bản thân cũng là một loại trách nhiệm đó chứ. Anh có người thân, có gia đình, trên có già, dưới có trẻ. Anh tưởng mình là Tôn Ngộ Không từ đá đẻ ra hả? Con người
chỉ cần còn hít thở trên trái đất thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đó. Em và huấn luyện viên đó có còn qua lại không? Nếu trong lòng anh đã cảm thấy bức bối, vậy chúng ta cứ thẳng thắn dứt khoát ly hôn đi. Hơi một chút là đem chuyện ly hôn ra uy hiếp anh. Cứ như là anh cố bám víu không muốn ly hôn với em vậy. Cứ như là anh yêu em lắm như vậy. Ly thì ly thôi. Không phải là em muốn ép anh đưa ra quyết định ngay đâu. Em đồng ý cho anh thời gian, đợi anh nghĩ thông suốt. Chuyện này có thể nghĩ thông suốt nhanh như vậy hay sao, Thượng Quan Tuệ? Anh nói cho em biết, Thượng Quan Tuệ, nếu không phải là vì ba mẹ, nếu không phải là vì con trai, thì anh đã ly hôn với em từ lâu lắm rồi. Em nói đi, sau khi ly hôn, hả? Có nói với ba mẹ hay không? Có nói với con trai hay không hả? Có nói với cơ quan hay không hả? Nói như thế nào đây? Nói gì, lý do gì? Có phải em muốn gọi thêm 4 người già và một đứa bé, cộng thêm thân thích đồng nghiệp tụ họp lại một chỗ, tổ chức hội trường, gắn thêm micro, gắn thêm cái loa, làm bản báo cáo nói rõ sự thật hay không? Em không cần sĩ diện nhưng mà anh cần đó. Tôi tán dương cô, tôi khen cô. Đó là vì chúng ta là cùng một kiểu người, đều theo phái tự do thoải mái. Anh là người gánh nặng đầy mình, than mệt, vừa phá dây từ trong thành lũy thoát ra ngoài. Tôi cũng lắm là người tự do, sống trong ruộng vườn rộng lớn. Chúng ta giống nhau được sao? Trên đôi vai của anh đầy vết tích của gánh nặng gia đình, còn trên đôi vai của tôi nhẹ nhàng trống không, trơn nhẵn mềm mịn. Cô bé à, cô nói chuyện lúc nào cũng cái kiểu thẳng thắn như vậy sao? Tôi phát hiện cô với lại Giang Tiểu Mỹ kia đúng là xấu tính như nhau đó. Tiểu Mỹ cũng hay nói tôi nói chuyện rất ngốc, thẳng thừng, không quyển chuyển, không hàm xúc, không nữ tính. Nhưng mà lâu nay tôi không hiểu nổi, quyển chuyển, hàm xúc với nói dối có gì khác nhau sao? Đúng là một nữ hào kiệt đó. Chắc chắn cô sẽ chết không có chỗ chôn thân đâu. Nè, không phải anh đã về nhà rồi sao? Sao lại chạy ra đây rồi? Anh còn không nhìn ra sao? Sắc mặt thì trắng bệch, ánh mắt thì trống rỗng, hai tay khẽ run. Chắc là cãi nhau với vợ của anh rồi chứ gì. Im đi nè, bà cụ non này, cô có thể nhỏ tiếng một chút được hay không? Thấy tôi còn chưa đủ mất mặt hay sao? Anh có thấy ồn quá không? Nếu anh thấy ồn thì em tắt tivi nha. Hay là anh có cảm thấy bức bối quá hay không? Hay là bây giờ anh rủ bạn ra ngoài chơi đi. Còn không nữa thì em rót ly rượu cho anh ha. Lâm Hưởng à, em có thể nào đừng quan tâm anh Thái quá như vậy được không? Em đừng có đề nghị anh làm cái này cái kia nữa mà. Anh nói cho em biết Lâm Hưởng à, em càng như vậy càng đồng nghĩa nhắc nhở anh, Quan Cửu Hằng đã rất thảm. Anh rất ngốc, anh rất vô dụng, anh chính là đồ ngốc mà. Anh nên có thái độ gì trước sự quan tâm này của em đây anh? Anh không biết nên nhào nặn biểu cảm gì trên mặt của anh nữa. Quả thật là anh không biết. Thank you.
Tôi đã nghĩ mình phải bình tĩnh lại, khống chế cảm xúc. Nhưng mà cô ấy vừa nhắc chuyện ly hôn là lửa giận trong lòng tôi lại bốc lên ngùn ngục. Hoàn toàn không thể bình tĩnh, hoàn toàn không thể kiểm soát. Lòng đầy phẫn nộ. Tôi hiểu mà. Chúng ta thường nói, cho dù có phẫn nộ hơn cũng phải mỉm cười đối mặt với người chọc giận anh. Đây là lịch thiệp. Nhưng mà tôi biết, trong tình cảnh đó anh không thể làm được. Dù gì thì cháy cũng cắm sừng lên đầu của anh rồi. Đáng chửi, muốn chửi vài câu thì cứ chửi thôi. Cây đâm nhánh mới, cỏ non đâm chồi, cũng không đổi nhanh bằng mọc sừng. Tôi cảm thấy bây giờ tôi toàn thân trên dưới hiện rõ nhất là cặp sừng mới. Anh Bạch à? Alo, anh Hoàng. Tôi đã tới cửa nhà của anh rồi. À được, chúng tôi 2 phút nữa là tới. Ba người tề tụ, tối nay phải uống vài ly rồi. Không có phụ nữ, không sợ thầy Lam kéo tay. Đúng, 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 đúng. Tôi với anh Bạch vừa nói tới vấn đề cấm sừng. Hai anh em ta đều bị cấm sừng nên giao lưu một chút. Anh bị cấm nhanh, tôi bị cấm lâu. Sừng đầy đầu luôn. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Tôi không nên cười như vậy. Nhưng mà hai anh hài hước quá. Quả thật tôi không nhịn cười được đó, xin lỗi nha. Nếu như vợ của anh và huấn luyện viên đó đã nói phải xa nhau để bình tĩnh lại, vậy chứng tỏ là tình cảm cũng không bền chặt gì. Có lẽ là vợ của anh đã hối hận rồi. Hai người còn có khả năng làm hòa đó. Tóm lại là hành động lật đổ. Và song khác trước đây của anh cũng thường xuất hiện đắn đo, do dự. Ly hôn, anh lại không có lá gan đó. Cho nên tiếp tục chung sống với vợ anh cũng xem như là một cách giải quyết đó. Có thể xem xét. Chỉ cần anh có thể tha thứ cho vợ của anh, chỉ cần anh có thể không để tâm tới hành vi ngoại tình trong tư tưởng đó của vợ anh. Nhưng mà tôi vẫn để tâm. Muốn tôi làm như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Muốn tôi giả vờ như đã thật lòng tha thứ cho vợ của mình. Chắc chắn là không thể được. Đợi một thời gian nữa rồi tính vậy. À phải rồi, anh Bạch. Vợ tôi chuyển từ nhà ngoại về rồi. Có lẽ là tôi 2-3 bữa lại phải ở nhà anh rồi. Không hề gì đâu. Tôi đưa cho anh chìa khóa nhà, luôn mở rộng cửa chào đón người anh em gặp hoạn nạn. Là trách nhiệm của người nghĩa hiệp như tôi mà. Vậy chúng ta nói chuyện của anh Hoàng đi. Đồ bếp Hoàng à, anh thử nói cảm nhận của anh khi ở nhà gần đây đi. Bức bối, khó chịu, ức chế. Vì con gái của tôi mấy hôm nay ở trong nhà mình, nhưng mới ở được một thời gian, không hiểu tại sao lại có cảm giác đặc biệt xa lạ trong nhà đó. Tôi cảm thấy chỉ có đôi dép lê ở phòng khách, bàn chải đánh răng trong nhà tắm, còn có dao thái rau trong bếp có quan hệ với tôi, những thứ khác đều là của người khác. Ở ngay trong ngôi nhà của mình mà lại giống như đang ở khách sạn vậy. Tốt. Tốt gì mà tốt hả? Như vậy thì có gì mà tốt? Có cần anh phấn khích như vậy không? Tính dậu đổ bìm leo à? Tôi nói tốt ở đây chính là muốn nói cảm nhận của hai anh càng chứng minh rõ lý luận lực đổ của chúng ta. Không bị diệt vong trong buồn bực thì là bộc phát trong buồn bực. Tôi hỏi hai người, có thể quay ngược lại 180 độ để sống một cuộc sống như trước đây không? Tôi muốn nghe nói thật. Tôi không thể. Còn anh? Tạm thời cũng không thể được. Tôi đã nói là hai anh không thể quay đầu rồi mà. Nhìn xem bọng mắt ngày một chảy xệ của chúng ta, nhìn xem nếp nhăn ngày một nhiều trên mặt của chúng ta, rồi nghĩ xem trên chứng minh thư của chúng ta ngày tháng năm sinh. Tiếp tục như vậy chúng ta đều rầu mà chết. Bức chết, khổ chết, chán chết. Chúng ta phải bay thôi. Bay chính là hai chân rời khỏi mặt đất, quăng hết tất cả mọi lo toan rối rắm, quăng bỏ hết tất cả xiềng xích trói chặt mình, cứ mặc sức vui vẻ, tự do thoải mái sống qua ngày. Đừng suốt ngày lo ăn chắc mặc bền rồi than ngắn thở dài làm gì. Chúng ta phải đi tìm kiếm niềm vui, đi tìm kiếm sự thư thái. Không đúng, dùng từ tìm kiếm này chưa đủ để thể hiện. Có hơi rụt rè mong chờ, chân chờ do dự.
tranh đoạt. Đi tranh đoạt thư thái, đi tranh đoạt niềm vui. Tranh đoạt, phải. Chủ động giương hai tay mình ra đi. Chủ động tấn công, không thể chờ đợi được. Được, bye. Chọc tôi điên lên, tôi dùng dao nói chuyện đó. Sư phụ à... Cậu lại muốn dùng dao thái rau đi chém ai đây? Buổi tối hôm qua, quán ăn đối diện kéo theo 30 mấy người tới, chiếm mấy bàn ăn của quán ăn nhà em. Mỗi người gọi một chai bia, ngồi đúng 5 tiếng đồng hồ luôn đó. Thử hỏi phải làm sao đây? Vẫn là chiêu trò cũ. Em hâm thì cũng hâm rồi, dọa cũng dọa rồi. Thầy nói coi, em phải làm sao đây? Nghe tôi đi. Tiếp tục hâm, tiếp tục dọa, xem thử họ có phản ứng gì. Làm sao mới có thể bay cao bay xa đây chứ? Cô hiểu không à? Lớp trẻ 9X đầy sức sống như cô, xin góp một chút ý kiến cho ba người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên rầu rĩ chán nản này đi. Đơn giản thôi, cho dù các anh có bay thế nào thì nhất định phải làm cho được một điều, chính là tâm phải bay lên trước. Dám nghĩ dám làm, tâm tư cuồng dã mới hưởng thụ cuộc sống tự do bay lượn. Lại nói chuyện bay à? Cố chấp quá rồi đó. Anh Hoàng à, anh mau ngồi đi. Hôm nay chúng ta gặp được cao nhân rồi. Hiểu không à? Cô nói tiếp đi. Làm sao bay đây? Ê, ba với không bay gì đây? Tôi nghe tới chóng mặt luôn rồi. Các vị phi hành gia đang muốn bay đi đâu vậy? Bay theo hướng của tuổi trẻ, bay theo hướng phấn khích, bay theo hướng lật đổ. Cánh chim tuy nhỏ nhưng lại chơi trong cả bầu trời lớn, đáng lắm. Không sai. Mục đích lần bay lượn này là để ngăn trước ngừa sau này, chữa bệnh cứu người. Cho nên chúng ta bay lần này là đúng đắn, là tích cực, là cầu tiến, là làm chủ tiết tấu. Sao tôi nghe ý câu này vẫn còn có vẻ hơi diễn dông vậy hả? Tôi không phản đối bay vì chữa trị tâm bệnh của mấy anh, nhưng tại sao cứ phải dùng mấy từ như lật đổ, như kích thích hay là điên cuồng gì đó vậy hả? Tại sao lại không thể dùng cách thiết thực, hai chân bước đi trên mặt đất để vượt qua chứ? Giang Tiểu Mỹ theo trường phái cổ điển, chị ấy nói bước đi trên đất, vượt qua nghĩa là bác sĩ tâm lý nè, tự mình điều chỉnh nè, tìm bạn bè tâm tình hay là ngồi lại nói chuyện với người nhà bạn bè. Anh Hoàng à, anh đừng có gật đầu lung tung chứ. Tầm thường, quá tầm thường. Tôi chỉ có gật đầu thôi, sao lại là tầm thường chứ? Tôi nói là Giang Tiểu Mỹ tầm thường. Giang Tiểu Mỹ, bây giờ thứ mà chúng tôi cần không phải là chỉ dẫn của chuyên gia tâm lý như cô, chúng tôi biết hết. Thứ chúng tôi cần là hành vi được bay lượn tự do thoải mái thiết thực hơn đó. Tại sao cô không thể ủng hộ chúng tôi chút chứ? Sao cô cứ đâm chọt chúng tôi hoài vậy? Sao cô lại cổ hủ như vậy chứ? Tôi cũng vô cùng hiểu cho suy nghĩ của ba anh em cùng khổ của các anh. Nè nè nè, 2 người rưỡi, anh bạn khổ nạn này vẫn chưa có thông suốt đâu hả? Tôi biết rõ mục đích của các anh là muốn bay, là vì muốn vui vẻ, muốn sống thật vui vẻ. Chuyện này rất quan trọng. Lý do muốn vui vẻ này vô cùng quan trọng luôn. Tôi kiên quyết không thể phản đối. Đợi đã cô bé à. Có thể nào sửa cái từ vui vẻ này sửa thành thư thái hay không hả? Có gì khác biệt hay sao hả? Dĩ nhiên là có khác biệt rồi. Đàn ông con trai kiểu gì nói chuyện bắt bẻ từng chữ, có ngang ngược quá không vậy? Cô nghĩ xem, cứ nói vui vẻ gì gì đó, tôi thấy rất giả tạo đó, rất phù phiếm. Nói kiểu cuộc đời cao siêu quá, nói chuyện cuộc đời vui vẻ, cuộc sống vui vẻ gì đó, cảm giác như là đóng phim, giả. Thư thái, tốt biết bao. Thực tế, chất phát cảm giác như đang trên mặt đất. Hả? Chúng ta giao hẹn sau này không nói từ vui vẻ, chúng ta chỉ nói thư thái. Thư thái. Hả? Mấy hôm nay sao tôi thường xuyên nhả ra mấy từ hay ho vậy chứ? Hả? Hôm qua là tranh đoạt, hôm nay là từ thư thái. 2 từ tranh đoạt thư thái, quá hay. Anh sao vậy chứ? Chẳng phải chỉ có một chút nước miếng sao? Chơi tôi dơ à? Không. Xoa điệu. Anh Bạch à, tôi cảm thấy anh nói rất là đúng. Thư thái, chất phát hơn, chính xác hơn là cảm nhận của bản thân. Nè, uống đi chứ. Uống đi anh. Nè, anh nói lập kế hoạch cả buổi trời, vẫn là tới hợp đêm, không thời thượng chút nào hết. 15 năm trước tôi đã chơi mấy cái trò này rồi, anh có biết không vậy? Hả? Đừng có nhiều lời nữa mà, anh thua rồi có đúng gì không? Uống đi. Uống. Tôi nói cho cô biết nha, em gái nhỏ,
Tôi thật sự muốn bay. Thật sự muốn bay. Cuộc sống bay lượn, chân rời khỏi đất, cứ nhìn mặt đất, vô tư vô lự. Nè anh à, bay có gì đâu mà khó. Em từng bay rồi. Vậy anh cũng muốn được bay. Anh Lam à. Hả? Yên tâm đi, không vậy nữa, biết kiềm chế.